Đây là mẫu vali kéo mới có bên mình này các bạn. Nó là dạng vali kéo mini có quai sách. Đây, có bánh xe đầy đủ. Ha. Thì cái này mình mới được tuyển chọn cái chất lượng cơ bản của nó xong rồi mình nâng cấp lại để tránh những cái trường hợp hát lớn bị rè âm. Đó, mà làm cái tiếng hát mà nó tách bạch hơn, nó nảy hơn, nhạc nó lên nó không có đè tiếng hát của mình. Thì trước đây mình có giới thiệu về cái dòng sản phẩm này nè. Đó, 4-5 người hát karaoke. Đó, như là mình đã nói ở cái clip trước. Thì cái này nó có cái gì hơn? Đây, này nó có cái gì hơn? Cái này các bạn có thể hát karaoke tầm chục người, 15 người vẫn ổn định nha. Rồi mình có thể gắn guitar vô mình chơi rất tốt. Tiếng guitar rất nảy. Đó, nó sáng lắm. Đó. Nó hơn cái vấn đề thứ hai nữa là cái gì? Là nó có hai cái cây micro. Cái sản phẩm này nó chỉ có một cây micro thôi. Đó, như cái clip trước mình có làm cái clip demo đó. Đó. Rồi. Đó, quay sơ các bạn coi nha. Đó. Mẫu này rất đẹp. Đó. Đó, phía sau của nó nè, nó có một cái đèn phía trước nè, lúc mà ắc ti á, lúc ắc ti là lên là mình cũng thấy nó luôn. Đó, cổng guitar nè, cổng guitar, hai cổng volume, echo, cổng này là cổng line, cũng như mấy loa trước thôi, mình cứ kết nối bluetooth rồi mình hát karaoke bình thường. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe nha. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu bơ. Oh,